Tại điểm giao nhận quân quận Hoành Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến tặng hoa, động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đợt này, quận Hoành Sơn có 109 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 81 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Ngọn lửa thiêng truyền thống được thắp lên, chống hội tòng quân dục giả. Các bạn trẻ ngũ Hoành Sơn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của thanh niên với Tổ quốc. Rất là hào hứng và rất là phấn khởi khi được góp phần một ít gì đó cho nước nhà cũng như là cho quận ngũ Hoành Sơn của chúng ta đây. Các đơn vị nhận quân của quận Hoành Sơn năm 2023 này bao gồm Lữ đoàn Công binh 83, vùng 3 Hải quân, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố. Các đơn vị nhận quân đã tích cực phối hợp với địa phương thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, đảm bảo số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng. Năm 2023 để thực hiện tốt cái nhiệm vụ giao nhận quân huấn luyện chiến sĩ mới thì cái sự phối hợp rà soát kế hoạch và phối hợp giữa đơn vị nhận quân và đơn vị giao quân rất sát. Chúng tôi làm tốt cái công tác chuẩn bị cũng như là phối hợp hiệp đồng giữa hai đơn vị. Và theo đánh giá của tôi thì cái chất lượng của lực lượng hải quan chiến sĩ mới năm 2023 đối với quận Ngũ Hoành Sơn là chất lượng tương đối tốt. Tạm xa gia đình, người thân, bè bạn, để lại sau lưng không khí xuân mới vẫn còn rộn ràng. Những thanh niên ưu tú của quê hương Ngũ Hoành Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương.